Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 3, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 93 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023. Cả doanh nghiệp và ngân hàng đều mong chờ những hướng dẫn cụ thể từ gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Gỡ khó dạy văn hóa trong trường nghề, từ việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được trực tiếp thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông cho hệ chín cộng. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 93 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới năm 2022-2023. Đây là hoạt động nhằm phục hồi phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là ngành lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh, gắn với việc triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện trợ giúp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới một cách tích cực và hiệu quả, đồng thời khơi thông nguồn lực đầu tư thông qua các biện pháp cải thiện quyết liệt môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án, thực hiện kịp thời và có hiệu quả các chính sách đã có của Trung ương và của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong đó, chính sách của Trung ương giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hỗ trợ lãi suất 2% một năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp. Thưa quý vị, trong gói kích thích nền kinh tế, Quốc hội giao cho ngành ngân hàng triển khai hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổng quy mô ước tính khoảng 40.000 tỷ đồng lấy từ ngân sách nhà nước. Hiện cả doanh nghiệp và ngân hàng đều mong chờ những hướng dẫn cụ thể để chương trình này sớm đi vào thực tiễn. Thành lập được hơn 13 năm, đụng vào giai đoạn đang phát triển thì COVID-19 đã làm doanh nghiệp chuyên về lữ hành và vận chuyển du lịch này trở nên kiệt quệ. Sau khi cố gắng cầm cố thanh lý tài sản để trả nợ ngân hàng, doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ để có thể tồn tại và giữ chân đội ngũ nòng cốt. Bây giờ muốn chuyển qua một cái lĩnh vực mới thì cũng cần một cái nguồn vốn, nhưng mà giờ gần như doanh nghiệp hoặc là cá nhân thì rất khó để đi vay ngân hàng, tại vì cái khoản nợ của mình bây giờ các ngân hàng thì người ta đã biết một cái khoản nợ gần như là mất khả năng trả nợ trong cái giai đoạn hiện tại. Các doanh nghiệp cùng kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ đưa ra tiêu chí rõ ràng, minh bạch về đối tượng được hưởng lãi suất và phương thức tính mức giảm lãi của ngân hàng. Bởi không ít doanh nghiệp lo ngại gói cấp bù 2% sẽ bị trục lợi biến tướng, giống như cách khuyến mại thổi giá lên rồi giảm giá xuống của các hãng bán lẻ. Trong chính sách chung khung của chính phủ là sẽ thấp hơn lãi suất 2% so với lãi suất thương mại thông thường. Nhưng mà hiện nay đang có xu thế là các ngân hàng đang tăng lãi suất. Cho nên là tăng lãi suất lên nhưng mà giảm được 2% thì cũng chẳng ý nghĩa gì lắm. Trong đặc biệt trong cái mảng nông nghiệp và đặc biệt là khôi phục kinh doanh, khôi phục được sản xuất kinh doanh sau COVID. Chương trình cấp bù lãi suất 2% là chính sách tài khóa, có nghĩa là nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Hiện dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến bộ ngành. Việc cấp bù lãi suất đã từng được thực hiện năm 2009, chính vì vậy lần này có nhiều bài học kinh nghiệm hơn. Cái chương trình lần này khi bàn thì đã được bàn thảo, thiết kế tương đối kỹ lưỡng, và tôi cho rằng là vấn đề chúng ta triển khai một cách nó công khai, minh bạch, công tâm thì chắc chắn là nó sẽ đảm bảo thành công. Tất nhiên không loại trừ cũng có một vài sai sót nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận cái mức độ sai sót nhỏ bởi vì trong bối cảnh cấp bách. Như vậy mỗi năm có khoảng 20.000 tỷ hỗ trợ lãi suất được tung ra, tương đương với khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng được giảm lãi suất thêm 2%. Để nguồn vốn này tạo ra đà phục hồi thì cần phải sớm được khởi động. Nếu quá trình xây dựng nghị định hướng dẫn tiếp tục kéo dài thì đã gần hết nửa năm tài chính của doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thông báo chấp thuận cho 5 doanh nghiệp sản xuất ớt tươi của Việt Nam được đăng ký xuất khẩu sang thị trường này. Đây là 5 doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép xuất khẩu chính ngạch trở lại sau một thời gian Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam. Cục Bảo vệ Thực vật sẽ phối hợp với các địa phương hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong dự thảo nghị định thư, đồng thời đáp ứng yêu cầu về xử lý kiểm dịch thực vật bằng methyl bromide và xử lý lạnh. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Huế và đề án phát triển các sản phẩm du lịch dịch vụ về đêm giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế triển khai kế hoạch tổ chức phố ẩm thực đêm ở đường Trường Định. Phố ẩm thực đêm Trường Định sẽ là điểm kết nối cả không gian văn hóa khu vực Bắc và Nam sông Hương, tạo điểm nhấn độc đáo về du lịch, thu hút sự tham gia của người dân và du khách, góp phần kích cầu du lịch dịch vụ. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế triển khai trong tháng 3 năm 2022 và phấn đấu hoàn thành đưa vào hoạt động trước thời điểm tổ chức các ngày lễ lớn như 30 tháng 4, 1 tháng 5 hưởng ứng Festival Huế 2022. Để sớm hoàn chỉnh phương án tổ chức và đưa vào thực hiện, thành phố giao các ngành chức năng khẩn trương ra soát phương án, bổ sung các thiết chế phụ trợ như nơi giữ xe, nhà vệ sinh, công tác trật tự an toàn giao thông. Phố ẩm thực đêm Trường Định sẽ là phố ẩm thực đặc trưng thuộc khu vực bờ Nam sông Hương và hoạt động song song với phố đi bộ Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão. Trước mắt, tần suất hoạt động của phố ẩm thực sẽ diễn ra vào cuối tuần trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ. Hưởng cuộc vận động mang áo dài truyền thống trong tháng 3, Hội Doanh nhân nữ cũng đã phát động trong toàn hội viên tham gia mặc áo dài hưởng để khởi động cho hoạt động trở lại của du lịch từ 15 tháng 3. Theo đó, Hội Nữ Doanh nhân tổ chức phát động mặc áo dài để đến các di tích, danh thắng cảnh đẹp của Huế để chụp hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam, vẻ đẹp văn hóa con người và hình ảnh Huế đến với bạn bè trong và ngoài nước, để khởi động cho hoạt động chào đón du khách khi mở cửa đón khách quốc tế trở lại trong ngày 15 tháng 3 tới. Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi doanh nhân nữ, cũng như hội viên, phụ nữ và người dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam. Được biết, trong thời gian qua, Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế với hơn 70 hội viên tham gia, các doanh nhân nữ bên cạnh đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thì còn tham gia hưởng các hoạt động do tỉnh phát động trong việc mặc áo dài để chung tay quảng bá hình ảnh điểm đến Huế, góp phần vào phát triển du lịch địa phương. Tiếp tục chương trình là những tin tức khác. Trình duyệt Cốc Cốc mới ra mắt tính năng chính phủ điện tử được tích hợp ở công cụ tìm kiếm nhằm phục vụ cho người dùng Việt Nam sử dụng các dịch vụ hành chính công. Theo đó, người dân có thể tra cứu nhanh và chính xác về cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đăng ký thường trú, giấy khai sinh, đăng kiểm phương tiện. Trong khi đó, các doanh nghiệp dễ dàng được cập nhật đầy đủ thông tin về các thủ tục vay vốn, khai thuế, đăng ký tài sản. Tính năng này sẽ là cầu nối hiệu quả giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dân và chính phủ, góp phần hướng tới phát triển chính phủ số, xã hội số toàn dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 536 về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo đó, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 304.081 hectare đất có rừng, bao gồm rừng tự nhiên 205.674 hectare, rừng trồng có trữ lượng 77.067 hectare, diện tích đã trồng chưa thành rừng 21.339 hectare. Diện tích rừng đủ tiêu chí để tính toán tỷ lệ che phủ rừng là 282.741 hectare, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 57,15%. Theo quyết định, số liệu hiện trạng rừng năm 2021 là cơ sở để xây dựng kế hoạch bảo vệ phát triển rừng, theo dõi diễn biến rừng năm tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của luật lâm nghiệp, tổ chức quản lý bảo vệ phát triển rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm quản lý khai thác cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và cập nhật diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật kết quả diễn biến rừng vào hồ sơ quản lý đất đai hàng năm của từng huyện, thị xã và tỉnh. Ngày 10 tháng 3, thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế dự phòng năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.
Năm 2021, công tác y tế dự phòng trên địa bàn thị xã Hương Thủy đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trong công tác phòng chống COVID-19. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, lực lượng y tế thị xã đã thực hiện 48.709 mẫu xét nghiệm PCR, 20.158 test nhanh kháng nguyên, thành lập cả khu cách ly tập trung quân sự và dân sự để thực hiện cách ly các đối tượng nguy cơ, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1, 2 và 3 đạt cao. Bên cạnh đó đã truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho 83.275 lượt người, tỷ lệ tiêm vaccine bại liệt IPV cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 98,26%. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Y tế Hương Thủy tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, điều trị các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn cho các đối tượng có nguy cơ, quản lý chặt bệnh nhân tuyến y tế cơ sở, kiện toàn lại ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Dịp này có 17 tập thể và 23 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thị xã khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID-19 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được trực tiếp thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông cho hệ chính cộng. Điều này đã nảy sinh không ít bất cập khi chất lượng đào tạo không đổi, song lại phát sinh thêm đơn vị quản lý, gây ra sự chông chéo, lãng phí và không hiệu quả. Hơn 20 em học sinh này đang theo học chương trình hệ chính cộng tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Tuy nhiên, kể từ khi Bộ Giáo dục Đào tạo quy định không cho phép các trường nghề dạy văn hóa, học sinh muốn được dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải quay về các trung tâm giáo dục thường xuyên để học. Điều này đã nảy sinh không ít bất cập khi cùng một đối tượng học viên phải chịu quản lý của hai đơn vị. Trường chúng tôi khi thực được đào tạo các môn văn hóa bắt buộc phải phối hợp và liên kết với một trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Mà trung tâm giáo dục nghề nghiệp thì cái phần giáo dục văn hóa đó là thuộc sở giáo dục và quản lý. Vì vậy mà nó có sự là gì, một cái con người là đối tượng là vẫn là học trò của mình, nhưng phải tham gia học tập ở nhiều và quản lý ở nhiều các khâu khác nhau. Quyết định này cũng khiến nhiều trường nghề gặp khó khăn trong công tác bố trí sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh. Tại trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ, hầu hết giáo viên dạy văn hóa đang là hợp đồng thỉnh giảng. Chính vì vậy, trong đợt dịch bùng phát vừa qua, trường đã rơi vào thế bị động khi khó bố trí được đủ số giáo viên dạy học. Chưa kể công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên cũng bị hạn chế. Đối với giáo viên dạy hệ trung học phổ thông là đang là chủ yếu cơ bản là hợp đồng thỉnh giảng. Nên vì vậy thì cái việc mà về vấn đề chủ động trong cái vấn đối với giáo viên đó là một cái việc mà gặp khó khăn. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 300.000 học sinh trung học phổ thông vừa học văn hóa vừa học nghề, hay còn gọi là hệ chính cộng. Mô hình này đang tạo ra sức hút lớn khi rút ngắn thời gian đào tạo, học sinh tốt nghiệp có hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề, có thể sớm gia nhập thị trường lao động, đồng thời vẫn có thể liên thông lên cả trình độ cao hơn. Nếu mà mình học trường trung học phổ thông thì sẽ mất rất nhiều thời gian, thay vì thế em học ở đây 4 năm là mình có thể lấy được của cả bằng cao đẳng và bằng trung học phổ thông ạ. Học sinh sẽ tốt nghiệp và sẽ ngay lập tức sẽ có thể tiếp cận với công việc để đi làm luôn. Và một số em thì có nhu cầu học lên đại học thì các em có thể học liên thông lên các trường đại học. Đặc biệt, cả trường nghề cũng mong muốn việc dạy văn hóa cần có sự khác biệt, không dừng lại ở dạy lý thuyết thuần túy, mà các môn cần có tính ứng dụng gắn với kỹ năng nghề. Chỉ cần học đủ các số môn văn hóa theo quy định thì các cháu sẽ được liên thông và công nhận là các cháu có đủ điều kiện là học cao đẳng hoặc là học đại học. Thế thì chúng tôi cũng đang rất là chờ đợi và người dân cũng rất là chờ đợi cái văn bản quy định của nhà nước. Trước thực trạng này, ngày 23 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương để đảm bảo việc tiếp tục dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi học tập liên thông suốt đời của người học. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa có quyết định số 611 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế do tổ chức Trusan Foundation Đài Loan Trung Quốc tài trợ, trị giá 1,5 tỷ đồng. Dự án nhằm hỗ trợ giúp đỡ các cá nhân, chủ yếu là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về các lĩnh vực giáo dục, cải thiện cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển bền vững. Theo đó, tổ chức Trusan Foundation Đài Loan Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho 200 học sinh nghèo tiếp tục đi học và hoàn thành các cấp học, nâng cao chất lượng học tập, giảm tỷ lệ thất học, giúp các em có khả năng tự lập và cống hiến cho xã hội, đồng thời hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
nhằm cải thiện môi trường đọc sách cho trẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao gửi chỉ thiên vì trẻ em tiếp nhận và thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế được ví như là phao cứu sinh của mỗi người dân, bởi có được tiền lương hưu ổn định khi về già và giảm gánh nặng chi phí nếu chẳng may ốm đau bệnh tật. Quan trọng là vậy, nhưng nhiều người dân chưa thể tham gia do điều kiện kinh tế. Chia sẻ khó khăn với người dân, nhất là trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch COVID-19, cán bộ, công chức, người lao động của toàn hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã đóng góp trên 17 tỷ đồng tặng thẻ bảo hiểm y tế và sổ bảo hiểm xã hội đến người dân tại 18 tỉnh thành trong nước. Những phần quà ý nghĩa này cũng vừa được trao đến người dân Thừa Thiên Huế. Là cán bộ hội phụ nữ cơ sở, chị Hợi hiểu rất rõ những lợi ích từ việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại khi về già. Thế nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào công việc làm thuê của chồng và may vá sửa áo quần cũ của chị, nên hiện trong gia đình chị mới có một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chiều nay, vừa nhận sổ bảo hiểm xã hội được trao tặng, chị Hợi rất xúc động khi mong ước bấy lâu giờ cũng đã thành hiện thực. Vì điều kiện gia đình là hai vợ chồng thu nhập còn bấp bênh nên chưa tham gia được, nay đã được tài trợ một năm, em cũng sẽ cố gắng và tiếp tục đóng cho bản thân và gia đình. Khi về già thì có lương hưu để cho bớt gánh nặng cho con cái. Cùng với sổ bảo hiểm xã hội đã được đóng trong vòng một năm với trị giá trên 3,5 triệu đồng như chị Hợi, gia đình anh Thoan còn được tặng thêm một thẻ bảo hiểm y tế cho người vợ để cùng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với mức phụ cấp hàng tháng gần 1,5 triệu đồng cho chức vụ trưởng thôn, anh Thoan cho biết sẽ dành một phần để tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội những năm tiếp theo. Sự được nhận cái bảo hiểm xã hội với bảo hiểm y tế thì bản thân em cảm thấy rất là phấn khởi và vui mừng. Bảo hiểm xã hội thì giúp bản thân sau này sẽ đỡ đần một phần nào về tuổi già của mình, về để sẽ hưởng thụ được cái chính sách bảo hiểm xã hội, và về bảo hiểm y tế thì lúc ốm đau có thể sẽ khám chữa bệnh kịp thời. Chị Hợi và anh Thoan nằm trong số 81 người được tặng sổ bảo hiểm xã hội của huyện A Lưới. Ngoài ra dịp này còn hỗ trợ 177 thẻ bảo hiểm y tế với mức đóng trên 800.000 đồng mỗi thẻ. Sự hỗ trợ này rất có ý nghĩa khi tại một số địa phương như xã A Ngo, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, người dân không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế. Xã cũng đã được lên cái nông thôn mới rồi, nhưng một số dân thì vẫn là có khó khăn. Được sự quan tâm của các tổ chức, của tư là tỉnh, huyện, đưa về cho xã nhân dân A Ngo cũng được nhận cái số thẻ bảo hiểm xã hội và cái thẻ là về là thẻ khám chữa bệnh cho đối với nhân dân A Ngo đã rất là vật ý nghĩa. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng như là ngành bảo hiểm xã hội là rất trân trọng cảm ơn là ngân hàng Vietcombank đã quan tâm chăm lo đời sống cho bà con ở huyện miền núi có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Qua cái phần việc có ý nghĩa trao tặng thẻ và sổ bảo hiểm xã hội này là sẽ có mang cái tính chất lan tỏa đến cho bà con thấy được cái lợi ích thiết thực của thẻ bảo hiểm y tế cũng như khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần cái đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nói chung cũng như là địa bàn huyện A Lưới nói riêng. Ngoài A Lưới, trong đợt này, 100 sổ bảo hiểm xã hội và 250 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người dân các huyện Nam Đông và Phong Điền với tổng số kinh phí hỗ trợ gần 1 tỷ đồng. Để việc trao tặng đúng đối tượng, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các địa phương ra soát, trong đó đối với sổ bảo hiểm xã hội, ưu tiên cho những người là cán bộ chuyên trách tại tổ, thôn, bản chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thẻ bảo hiểm y tế dành tặng người thuộc hộ gia đình dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực 1 quy định tại quyết định 861, xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới và người có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2022. Sự chung tay của Vietcombank bên cạnh góp phần vào chương trình an sinh xã hội còn lan tỏa tinh thần nhân văn, sự chia sẻ của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sâu rộng trong cộng đồng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.